trình món ngon mỗi ngày. Quý vị khán giả thân mến, cô Diệu Thảo thân mến, ngày hôm nay em có một món quà nho nhỏ tặng cho cô Thảo để cô Thảo nấu ăn cho em đó. Cô Thảo biết nhân dịp gì không? Cô không biết, sao tự nhiên tặng cho cô vậy? Em được mật báo bữa nay là sinh nhật cô Diệu Thảo. Muộn rồi, như vậy là có tội lớn lắm đó nha, là nhớ lộn ngày sinh nhật của cô rồi, hôm nay không phải ngày hôm qua rồi. Ủa? Nhưng mà cũng không sao, tặng cho cô hai chiên cút này, mình sẽ làm một món ăn nhân dịp cuối năm. Hôm nay mình cũng chuẩn bị đón năm mới mà, phải không? Ha, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2011 nè. Cho nên mình sẽ làm một món gì đó thật ngon từ chiên cút của Thảo ha. Và trong chương trình ngày hôm nay, Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả và Minh Châu một món ăn dùng nguyên liệu chính là chiên cút. Đó là món chiên cút nhồi cốm hấp. Để thực hiện món chiên cút nhồi cốm hấp thì chúng ta sẽ chuẩn bị 2 con chiên cút mổ moi, 150g giò sống, 50g cà rốt, 50g hạt sen luộc chín, khoảng 5 tay nấm hương nhỏ chúng ta cũng luộc chín, và ngò rí, hành lá, một ít cốm dẹp khô, hành tím băm, hắc xì dầu, một chén nước dùng, các loại gia vị thông thường và hạt nêm nước hầm xương Aji ngon. Chiên cút chúng ta mua về thì chúng ta làm sạch, và quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta sẽ mổ moi, tức là chúng ta sẽ mổ cái phần cổ này, chúng ta lấy hết phần ruột bên trong ra chứ không xẻ cái phần thân này. Quý vị khán giả sẽ ướp vào khoảng nửa muỗng cà phê tiêu và nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Sau đó chúng ta sẽ xoa đều cái phần gia vị này thật là kỹ để cho phần gia vị này thật là thấm vào cái phần chiên cút. Chúng ta sử dụng khoảng 150g giò sống. Quý vị khán giả ướp vào khoảng nửa muỗng cà phê tiêu và kế đó khoảng chừng một muỗng cà phê củ hành tím, đập dập ra và chúng ta băm cho nhỏ như thế này để tăng thêm cái mùi thơm. Chúng ta sẽ trộn chung với lại 2 muỗng canh cốm này nữa. Quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là khi chúng ta trộn chung cốm với giò sống như thế này, thứ nhất là chúng ta không ướp nhiều gia vị vì nếu không thì nó sẽ mất đi cái hương thơm tự nhiên của cốm. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ trộn cho thật đều và kỹ để giúp cho nhân kết dính tốt khi mà chúng ta nhồi vào trong bụng chiên cút. Và cuối cùng nữa, màu xanh của cốm sẽ làm cho cái phần nhân của chúng ta trông đẹp mắt hơn. Và bây giờ khi đã trộn đều phần nhân rồi, chúng ta sẽ nhồi phần nhân này vào trong bụng chiên cút. Chúng ta sẽ dùng một cái tăm. Dạ. Cô sẽ ghim cái phần mà chúng ta vừa mới nhồi giò sống vào đây. Cô ghim chỗ này lại. Kế đó nữa, đây là một cái món ăn vào dịp lễ Tết, cho nên chúng ta phải chú ý đến cái phần chúng ta tạo hình làm sao cho đẹp. Trước tiên là chúng ta sẽ tạo hình ở cái phần đầu nè. Chúng ta sẽ dùng tăm ghim cái phần đầu cho nó dính vào đây để cho nhìn thấy là cái đầu của con chim cút nó ngẩng lên nó như thế này. Rồi còn cái phần cánh nữa chúng ta đặt lên nè. Em sẽ bẻ cái phần cánh này ngược ra phía sau, chéo cánh như thế này. Và bây giờ thì cô sẽ dùng cọ, cô phết cái phần hắc xì dầu này lên trên cái thân của con chim cút cho nó đẹp nè. Cô ơi, sao mà mình không dùng xì dầu bình thường mà mình phải dùng hắc xì dầu hả cô? Chúng ta dùng hắc xì dầu á thì cái màu sắc của món ăn sau khi mà hoàn tất á sẽ đẹp hơn, có màu nâu rất là đẹp, và đồng thời lại có thêm một cái hương thơm đặc biệt của hắc xì dầu nữa. Ra là như vậy. Sau khi mà chúng ta phết hắc xì dầu lên trên thân chim cút rồi, chúng ta sẽ để một chút xíu cho cái phần hắc xì dầu nó thấm vào thịt chim cút và nó hơi khô lại một chút. Chúng ta sẽ tỉa hoa cà rốt và chúng ta sẽ cắt thành những cái khoanh khoảng chừng 5 ly. Cọng hành này thì chúng ta cũng sẽ cắt khúc khoảng chừng 5cm nữa là được rồi. Bây giờ tới công đoạn chế biến đúng không cô? Đúng rồi, để chế biến món chiên cút nhồi cốm hấp thì chắc chắn là chúng ta phải sử dụng một cái xửng hấp rồi. Minh Châu giúp cho cô đặt một cái xửng lên bếp, chúng ta bật bếp lên trước để cho nước nóng. Dạ. Đồng thời thì quý vị khán giả cũng sẽ chuẩn bị một cái chảo để chúng ta sẽ chiên cái phần chiên cút này. Và dầu thì cũng đã nóng rồi, chúng ta sẽ thả vào và chiên. Cái lớp da vừa mới trở sang cái màu vàng nâu thì chúng ta sẽ vớt ra. Tất cả những nguyên liệu này thì quý vị khán giả sẽ cho ra dĩa. Chúng ta sẽ cho thêm cái phần hạt sen lên nữa. Cuối cùng thì bây giờ chúng ta sẽ cho một ít nước dùng vào trong phần này. Quý vị khán giả chỉ cần cho chiên cút vào và chúng ta hấp khoảng chừng 20 phút. Chiên cút cũng đã chín rồi. Món chiên cút nhồi cốm mà chúng ta hấp á, thì sau khi mà xong hoàn tất thì quý vị khán giả có thể để nguyên con như thế này, chúng ta dọn lên cho đẹp. Tuy nhiên để cho gia đình dễ dàng thưởng thức thì chúng ta phải cắt nhỏ ra. Cô sẽ cắt trước cái phần đùi nè, rút cái phần tâm ra. Rồi bây giờ cô sẽ cắt cái phần này ra để cho Minh Châu có thể nhìn thấy cái phần cốm ở phía bên trong cái phần chiên cút đó. Nhìn thấy không? Nó có những cái màu xanh của cốm rất là rõ. Và bây giờ cô cắt một cái khoanh này
để cho Minh Châu có thể thử cái phần cốm. Cuối cùng cô sẽ trang trí thêm cọng ngò lên con chim cút còn lại. Còn phần này thì mời Minh Châu. Dạ, em cảm ơn cô. Món này thì chúng ta phải ăn luôn cả thịt chim cút nè, có phần nhân cốm bên trong, và phải hút cả phần nước dùng này thì mới cảm nhận được trọn vẹn hương vị đó quý vị. Khi mà ăn thử món ăn này thì Minh Châu cảm nhận ngay đầu tiên đó là thịt chim cút thì đã chín mềm nè, thơm bùi nè, bên cạnh đó thì nhân dẻo cũng rất là ngon nữa, còn nước dùng thì thôi khỏi nói rồi, có mùi thơm đậm đà của nấm hương nè, của hạt sen nè. Chắc chắn rằng khi mà chúng ta thưởng thức món ăn này, quý vị sẽ cảm nhận không chỉ là sự ngon miệng mà bên cạnh đó còn có tình yêu thương của những người thân của mình nữa. Trọn hương ấm, thấm vị ngon. Em xin chúc mừng sinh nhật muộn cô Diệu Thảo. Em xin lỗi cô vì em đã nhớ nhầm ngày. Nhưng mà chúng ta cũng đã có những giây phút thật vui phải không thưa quý vị? Hãy thường xuyên giữ liên lạc với chương trình quý vị nhé. Quý vị cũng có thể gửi lời chúc mừng sinh nhật của Thảo đó thông qua hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là số điện thoại 0838237557 của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam. Một lần nữa xin được chúc cho tất cả quý vị có một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công, và hãy thường xuyên đồng hành cùng với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày quý vị nhé. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong năm mới 2012.